Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Strasbourg và câu lạc bộ Lens. Đây là trận đấu thuộc vòng 7 giải vô địch quốc gia Pháp và sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 30 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ Lens trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Strasbourg với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5, mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là bạn nào đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Bạn nào quan tâm thì có thể là xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện cũng rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Strasbourg và Lens thì Strasbourg thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước Lens. 5 trận thi đấu gần nhất của Strasbourg thì Strasbourg thắng 2, hòa 2 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Lens thì Lens thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Strasbourg được chấp 0,25 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này gặp lại Lens thì một lần nữa Strasbourg bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là Strasbourg họ cũng không thua kém gì Lens là mấy đâu. Thứ hai nữa thì trận đấu này Strasbourg có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì nếu như mà trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa nào đó thì chúng ta chọn Strasbourg được chấp, chúng ta cũng vẫn thắng được nửa kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian ở đây thì phong độ của Lens không tốt, còn Strasbourg thì ngược lại, họ vẫn đang giữ cho mình một cái phong độ khá là ổn định thời gian đây. Và cộng với việc được đá trên sân nhà nữa và hiệu suất kêu bàn cũng tốt thời gian đây, thì biết đâu trận đấu này một lần nữa Strasbourg mới là những người giành chiến thắng thì sao. Khi mà những lần tiếp đón Lens trên sân nhà thì mình thấy là đa phần Strasbourg họ đều có kết quả rất là tốt. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Strasbourg lựa mức kèo được chấp 0,25 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Với lại là thời gian vừa qua thì cái hiệu suất ghi bàn của hai đội nó cũng ổn. Thì mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều hoặc 2-1 như vậy cho Strasbourg và cũng hay là 3-1. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Còn nếu như mà trận đấu này các bạn không tin tưởng của Strasbourg thì các bạn ưu tiên chọn kèo tài không cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 1 trái. Thì dự đoán hiệp 1 với phong độ đã ổn định và hàng thủ rất chơi tốt cộng với điểm tựa sân nhà thì có thể là hiệp 1 Strasbourg họ cũng sẽ không thua lên đâu, thậm chí là Strasbourg mới là những người các bạn nhận trước. Hiệp 1 các bạn chọn Strasbourg kèo đồng nha, hoặc lượt kèo phụ được chấp canh tài hạ dưới 1 thì vào. Tóm lại trận đấu mình chốt kèo là chọn Strasbourg và tài ở hiệp 1 cũng vậy nha. Ưu tiên đánh tài hiệp 1 và cả trận đấu này. Chúc anh em may mắn.